nằm ẩn mình trong khu rừng nguyên sinh ở xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Thác Mây mê hoặc du khách bằng một vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của thiên nhiên. Thác Mây cao và trải dài khoảng 100 mét, nước chảy từ trên cao xuống tạo thành một bức màn nước trắng xóa vô cùng đẹp mắt. Ngoài cảnh đẹp như tranh ra thì ở Thác Mây cũng sẽ còn những món ăn ngon nữa, cho nên mời cả nhà cùng theo dõi những phút sắp tới trong video để khám phá cùng mình nhé. Hello, chào cả nhà. Sau khi tham quan ở suối Cá Thần Thanh Hóa xong thì bọn mình đã di chuyển về Thác Mây, cũng ở địa phận Thanh Hóa. Và từ suối Cá Thần Thanh Hóa về đến Thác Mây thì cũng rơi vào tầm khoảng 35-40 km. Cả gia đình mình đi xe máy cho nên là quá trình di chuyển mất tầm khoảng gần 1 tiếng đồng hồ thì đến Thác Mây. Và khi đến Thác Mây thì trời cũng đã chưa muộn rồi. Nhà mình thì có gọi một con gà nướng và một chút đồ ăn ở Thác Mây để ăn trưa luôn cả nhà nhá. Mình sẽ định là ăn xong thì bắt đầu mới đi tham quan Thác Mây. Bây giờ thì mình đang trên đường đi vào Thác Mây rồi. Hiện tại thì cả nhà mình đã tìm được một cái quán ăn ở ven đường vào Thác Mây. Và ở đây có ghi là lối đi lên thác này. Và ở đây còn có, mình thấy còn ghi, và ở đây còn có một số hình ảnh tiêu biểu của xã Thạch Lâm. Xã Thạch Lâm là nơi có Thác Mây các bạn nhé. Khi đến Thác Mây thì mọi người phải mua vé tham quan. Mình thấy phí tham quan ở Thác Mây ở đây là người lớn là 20.000 đồng trên người trên lượt, và trẻ em từ 8 đến 15 tuổi và người cao tuổi thì sẽ chỉ mất là 10.000 đồng trên lượt thôi. Ở đây thì mình cũng đã thấy có những cái dòng thác nhỏ chảy từ bên trên Thác Mây xuống này. Rất là nhiều nước. Thời điểm mình đang đi thì trời đã nắng ráo lên rất nhiều rồi. Và đến với Thác Mây thì các bạn sẽ gửi xe ở xung quanh lối lên thác các bạn nhé. Ở đây có khá là nhiều bãi đỗ xe cho cả ô tô và xe máy. Nếu mà đi vào những ngày cuối tuần thì ở Thác Mây rất là đông luôn các bạn ạ. Hôm nay thì mình đang đi vào là buổi, hôm nay thì mình đi vào thứ hai, cho nên là lượng khách đến với Thác Mây cũng ở mức độ bình thường thôi. Nhưng mà theo mình thấy vẫn là rất là đông khách. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong chỗ quán nơi mà bọn mình dừng chân nhé. Vừa có rất nhiều người đi tắm thác về. Ở bên dọc dưới lối lên Thác Mây thì mình còn thấy cho thuê cả dép nữa các bạn ạ. Đi lên Thác Mây thì sẽ khá là ướt đấy, cho nên là khá là ướt và trơn, cho nên là mọi người sẽ thuê dép để đi cho nó tránh trơn trượt, đỡ ướt giày, ướt tất. Không biết là đã vào mùa măng chưa nhỉ, mà mình thấy ở đây có hai cây măng to lắm. Kia là nơi mà nhà mình đang ngồi nghỉ kìa. Có mấy mẹ con và bà cháu đang ngồi nghỉ ở đấy. Nhiên làm gì Nhiên? Không lên ngồi nghỉ à? Đây thì mình đã mua một con gà nướng. Chị ấy đang nướng rồi. Một con gà này thì tùy vào kích thước của gà thì nó sẽ có giá khác nhau các bạn nhé. Con nhà mình mua là 250. Trông chị ấy đang nướng cũng rất là ngon rồi đấy. Chị ơi, gà này gọi là gà gì hả chị? Gà đồi ạ. Gà đồi à? Không phải là như kiểu là gà mía hay là gà
gà mông gì đấy hả chị? Ở đây kiểu có gà đen không chị? À. Nó là gà đồi các bạn ạ, gà leo núi. Gà nó nhỏ nhưng mà nó có trứng gà. À. Con gà nhà mình mua có trứng, cho nên là mình nghĩ ăn sẽ rất dai và ngon đấy. Sắp chín chưa chị? Sắp rồi em ạ. À. Món ốc đã xong chưa chị? Đang dọn xong rồi em. À. Nhà mình có gọi một chút ốc núi nữa các bạn nhá. Đây. Món ốc này thì mình đã ăn rất nhiều rồi. Đây là đang là xào xả ớt hay sao ấy chị? Hay là hấp đấy? Hay là luộc? Mình xào ạ, luộc mình có món nước nhưng mà xào cái này nó ăn nó ngọt hơn. À, ốc này xào ăn sẽ ngọt hơn. Vâng. Mùa này thì bắt ốc nhiều lắm đấy chị nhỉ? Mùa mưa này nó lên nó có ốc ạ. Chứ là nó lạnh là không có. Ở đây chị có cua núi không? Có em ạ, có đó. Nhưng mà có. Nước có to thì nó không có ít thôi. À. Nó nước nó nhỏ nhỏ thì nó bò ra nó nhiều hơn. À, như kiểu là vừa mưa xong thì nó sẽ nhiều cua hơn đó chị nhỉ? Ừ. Menu ở đây cũng có rất là nhiều món nhá. Nãy mình bảo là mình có tính đi lên thác luôn, nhưng mà đang đói lắm các bạn ạ. Đi lên thác giờ này trùng chân mất rồi. Phải có thực mới vực được đạo cơ. Cho nên là cả nhà đang ngồi đợi gà nướng. Ở bên trong kia thì nãy nhà mình có mua cơm lam ở suối Cá Thần, mang về đây ăn luôn. Mọi người có nghe thấy tiếng thác chảy không nhỉ? Ở đây mọi người có thể nhìn thấy những cái sạp bán hàng. Ngồi ăn uống ở đây thì được kê ngay trên những cái dòng thác đang chảy xuống này. Nước chảy rất nhiều và cũng rất mát nữa. Đây là mâm cơm của mình đã có rồi các bạn ơi. Hôm nay mâm cơm có một con gà nướng này, ốc núi xào, cơm lam, muối lạc và có cả muối chấm nữa. Cả nhà mình đang chuẩn bị để vào mâm rồi. Gà nướng rất ngon luôn. Và An Nhiên đã được thử một cái cánh. Cánh gà ngon không Nhiên ơi? Có thì bác ơi. Nói to lên. Có. Có à? Ngoài giòn trong mềm. Nướng có ngọt không? Ngọt thịt cực. Ngọt thịt luôn. Giòn mà không chảy đúng không? Thịt gà mình chưa được ăn nhưng mà ngửi mùi đã thấy rất thơm rồi cả nhà. Đúng rồi. Bạn đô la được một cái đùi luôn. Đây cho muối được không? Rồi, ngon quá. Nguyên ăn thử ốc chưa? Ăn rồi á. Ăn rồi à? Bán ốc đã. Ốc lấy cho. Rồi. Nguyên thử phát biểu cảm nghĩ xem ăn gà có ngon không? Rất ngon, gà ngoài giòn trong mềm. Hết rồi. Ngoài giòn trong mềm à? Mộng nước nữa. Có thế thôi à? Có thế thôi. Cần nước thế nào? Thơm chắc. Được không? Nước có ngon không? Ngọt. Ngọt. Thịt gà thịt gà có dai không? Dai. Muối chấm nào? Chấm muối ăn thử thế nào? Ừ.
Muối gì đây Nguyên? Muối ớt chanh. Muối chanh ớt. Xong rồi mình có thấy cả vị mắc khén hạt dổi nữa các bạn ạ. Hạt dổi rõ nhất. Lạ không? Nhưng mà phải công nhận là gà ngon. Thịt gà dai săn chắc. Ốc thì mặt ngọt vừa phải. Nướng cũng theo kiểu là chín vừa tới, không bị quá khô. Cho nên là cả nhà mình ai ăn cũng thấy ngon. Ốc thì rất là to rồi này. Nóng ở trong, ngoài thì giòn. Sau khi nạp đầy đủ năng lượng thì bây giờ mình bắt đầu đi khám phá thang mây các bạn nhé. Như các bạn cũng có thấy ở ngay đằng sau mình đã là thang mây rồi các bạn ạ. Đây chỉ là một phần của thang mây thôi. Còn vẻ đẹp của thang mây như thế nào thì các bạn cùng chờ đón nhé. Lối đi vào thang mây này bắt buộc phải đi qua một cái dòng suối như thế này. Nước lạnh buốt luôn các bạn ơi. Đây. Nước mát lắm luôn á. Cả nhà có thể nhìn thấy vẻ đẹp của thang mây này. Nó thành từng tầng một. Như những lớp mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời á các bạn. Wow. Vẻ đẹp rất là đẹp. Một khung cảnh ở đây rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi tiếp nhé. Như rất nhiều những điểm du lịch khác thì dọc đường lối vào thang mây thì cũng sẽ có những hàng quán bán đồ ăn thức uống, nơi để du khách có thể là dừng chân nghỉ ngơi ăn uống ở đây. Trên này rất là rộng rãi mà mát mẻ này. Cả nhà mình đang ở đằng trước kia rồi các bạn ơi. Dọc đường ở đâu cũng thấy bán ốc núi này. Ốc núi, rau dớn. Wow. Không biết là tiếng thác rất là ồn. Mọi người có nghe rõ thấy tiếng mình nói không nhỉ? Ở đây thì mình thấy xa xa kia đã thấy có những chỗ để cho thuê áo phao bơi để trẻ em cũng như người lớn có thể là nghỉ ngơi ở đây. Phải lội qua những cái vũng nước như thế này các bạn ạ. Mình đã phải sắn quần lên rất cao rồi đấy. Mình mặc quần dài cho nên là đi lại chỉ sợ ướt thôi. Wow. Ôi mọi người nhìn này. Nhưng đây là những tầng thác rất đẹp luôn cả nhà này. Wow. Giờ mình sẽ đi tiếp thôi. Đây.
đang thấy mấy mẹ con bà cháu đã đứng ở đây chơi rồi. Wow, thác ở đây mát lắm cả nhà. Hai đứa cẩn thận không ngã nhá. Ở đoạn thác mây này thì mọi người chỉ có thể như kiểu là tắm mát được thôi, chứ không bơi được các bạn ạ. Tại vì những vũng nước ở đây mình thấy không được sâu cho lắm. Cũng chỉ chỗ nào sâu nhất chắc cũng chỉ được tầm khoảng 4-50 phân thôi. Những tầng thác ở đây cực kỳ là đẹp, mát mẻ. Không. Khung cảnh rất đẹp ở thác mây. Ở đây có những cái chòi như kiểu là chòi canh gác á, đảm bảo an ninh trật tự khu vực thác mây. Bây giờ mình sẽ thử đi hẳn lên bên lối lên trên kia nhá, xem là tận cùng của thác mây là nó sẽ ở chỗ nào. Mấy bà cháu đang ngồi nghỉ ở đây rồi. Ở đây có, ở trên thác mây có những gốc cây rất lớn luôn cả nhà này. Vừa có một bạn bị trôi dép các bạn ạ. Ở đây có những gốc cây to rất là lớn. Và nước chảy làm cho bộ rễ nó lộ lên này. Trông rất đẹp phải không cả nhà? Giờ mình sẽ đi dọc lên bên trên phía trên đỉnh thác nhá. Khung cảnh đẹp quá. Đây có những cái biển cảnh báo trơn trượt đấy. Mọi người đang chụp ảnh cùng với thác mây này. Wow, càng lên thì thác nước càng đẹp. Đẹp quá các bạn ạ. Wow. Ôi, chỗ kia có vũng nước sâu lắm các bạn ạ. Người nhảy này. Tuyệt vời. Tuyệt vời quá. Wow. Wow các bạn ơi. Ở thang mây này mình thấy mấy trò chơi nhảy nhảy kiểu kia phê quá.
Trên kia có gì không anh? Trên kia có gì chơi không? Cứ lên dinh tính là chả biết. Ồ nhưng mà leo có ướt không? Em cầm máy quay sợ không không ướt à? Ồ. Mình thấy mọi người đi lên được tận trên đỉnh thác trên kia cơ. Nhưng mà mình không dám đi lên các bạn ạ. Chắc phải để hẹn một bữa nào đấy mình chuẩn bị quần áo, trang phục, máy quay chống nước thì mình mới đi lên được cơ. Chứ nhìn những thác nước đang chảy rất dữ dội như thế này thì mình không dám thử thách cơ. Wow, nhưng mà phải nói rằng là nếu các bạn ở loanh quanh khu vực Hà Nội hoặc là những địa điểm nào gần thác Mây thì nên đến thác Mây trải nghiệm một lần các bạn nhé, rất đẹp. Bây giờ mình sẽ quay lại toàn bộ thác Mây từ góc nhìn từ trên cao xuống cho mọi người nhìn nhé. Wow, nhiên còi trèo hẳn lên đây nhưng mà không dám lên. Wow, những thác nước mọi người nhìn thấy đây đang rất đông du khách, rất đông người đang ở thác Mây chơi đùa và chụp ảnh. Thôi bây giờ mình sẽ quay lại thôi. Mọi người nhìn thấy con thác nơi mà mình sẽ phải đi qua này. Nước đang chảy tương đối mạnh các bạn ạ. Mình có một cảm nhận rất hay là đi dọc theo cái lối nước chảy ở trên thác á thì lại không trơn một tí nào các bạn ạ. Đi rất là bám giày dép, rất là... Bây giờ mình sẽ đi xuống đây thôi. Và mình sẽ chụp lại một vài bức ảnh đẹp của cả nhà ở thác Mây nhá. Thác Mây không chỉ là địa điểm du lịch mà còn là một hành trình khám phá thiên nhiên. Ở đây bạn sẽ được thư giãn và nạp lại rất nhiều năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Vậy nên, đừng chần chừ gì nữa, hãy đến với thác Mây ngay để có những phút giây thư giãn tuyệt vời này nhé. Và hành trình khám phá thác Mây của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình. Nếu video hữu ích thì đừng quên dành tặng cho mình một like và một subscribe để mình có thêm nhiều động lực cho những hành trình tiếp theo nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye!